Hello, Nhi chào cả nhà. Hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách gáp cổ áo này nha. Đây, cái này là cổ tròn xẻ quê nha cả nhà. Cổ tròn xẻ quê. Đó, bây giờ Nhi sẽ chỉ cho cả nhà mình gáp cái cổ tròn xẻ quê này nha. Đây, bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình gáp cái chữ cổ tròn xẻ chữ quê này nha. Đây là cặp cái nẹp qua. Đó, đây để bằng nha. Cái góc này đây, góc này để bằng. Rồi để thẳng lên trên đây. Thì cả nhà sẽ may theo Nhi nha. Bằng chân vịt nha cả nhà. Từ đây bằng thân vịt rồi nhìn thẳng im dưới đây nha, nhà thông cảm giùm Nhi nha, máy của Nhi máy gia đình, máy gia đình nó hơi ồn. Rồi thẳng xuống đây, rồi cả nhà để thẳng đây, cả nhà qua góc nha, qua góc thì mình lại mỗi cái rồi xong nha cả nhà. Khi mình may tới đây xong rồi á thì Nhi sẽ tiếp tục lấy bên đây cái vòng tròn của cái cổ này nha. Đây Nhi sẽ để bằng cái nẹp về đó, vòng lên đây. Lên đây thì Nhi cũng may bằng một cái đường kim vịt luôn nha, bằng đường kim vịt luôn nha cả nhà. Rồi vịn im về nha cả nhà, để im nha. Đó im về thì để thẳng đây cái nhà, vịn cái hai cái đèo đầu cổ này nghe, cái nẹp để bằng nhau luôn. Nó vậy nè cả nhà, vòng cong vậy nè đó. Đây khi may xong hết cái vòng cong này rồi á thì Nhi sẽ kể chỉ cái nhà tiếp lại dưới đây có cái góc nha. Đây đó, ngay cái điểm này có góc rồi, thấy không cả nhà? Thì cái nhà dùng kéo bấm xéo vô cái góc này nha, đừng có đứt cũng chỉ nha. Đó, rồi kế tiếp với vòng cong ở trên đây, vòng cong. Vòng cong này thì cả nhà sẽ cho Nhi bấm xéo 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 gì này nha cả nhà, cả nhà gọt cái hơi nhỏ xíu nha. Đó, hơi nhỏ xíu. Rồi cả nhà sẽ bấm xéo nha. Đây. Không cả nhà. Nhà bấm xéo. Khi bấm xéo xong rồi thì cả nhà sẽ lật ra nha. Là ra mình dàn ly lên cái nẹp nha. Đây. Dàn lên cái nẹp. Máy gia đình hay ồn nha cả nhà. Đó cả nhà. Đây sau khi Nhi đã may xong rồi, đây dàn ly đều vậy nè cả nhà. Thấy không? Khi dàn ly đều vậy rồi thì bên đây mình cũng vậy luôn nha, mình lộn ra nha. Đây mình sẽ lộn ra, bẻ cái góc này ra ha. Đây bẻ góc này cả nhà nhớ nha, bẻ góc này trước đó, rồi bẻ cái góc này sau nha. Đó rồi cả nhà sẽ lộn ra đó, lộn ra nha cả nhà. Đó đây là ra thấy vòng cong với cổ thấy cả nhà không? Còn ở đây cũng vậy, ở đây chữ V nha, chữ V mình cũng lộn ra luôn. Đây sau khi Nhi đã lộn ra luôn nha cả nhà. Đó vậy là xong cơ một cái bên rồi đó nghe cả nhà. Đây là một bên nha, Nhi sẽ may tiếp cái bên thứ hai. Đó đây là chữ V nè cả nhà. Đó, Nhi sẽ may tiếp bên thứ hai. Đây là sau khi Nhi đã ủi rồi đây cả nhà. Đó đây cái chỗ tim chữ quê thấy không cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái này là mới có một bên thôi nghe cả nhà. Đó cái này mới có một bên thôi nè, rất là đẹp. Giờ Nhi may tiếp. Đây nghe, giờ Nhi đang chuẩn bị Nhi ủi nha. Nhi may xong rồi, bây giờ Nhi sẽ lộn cổ ra để im vậy nha. Nhi sẽ ủi. Mà ủi nó hơi ồn đi cả nhà, thông cảm giùm Nhi nha. Đó ở đây cũng vậy luôn, rồi lộn gấp ra thì im. Mà Nhi sẽ ủi thẳng xuống nẹp luôn. Sẽ lộn ra bề phải nha cả nhà. Đó đây là bề phải nè, rất là đẹp. Xong rồi đó cả nhà, bây giờ Nhi sẽ lấy hai cái dễ ướm lên cho cả nhà xem nha.
đây một cái này Nhi cũng massage xong rồi đây. Đó, bây giờ Nhi sẽ nhập vô cho cả nhà xem cái cổ áo nha. Đó đây. Nhi theo họ lượt ráp thành phẩm xong rồi nó sẽ về nè cả nhà. Đó, cái thành phẩm xong mà thành cái cổ trái tim như vậy nè, tròn cái cổ tròn sẽ quê nha cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không? Đó, cổ tròn sẽ quê đó. Đẹp lắm luôn. Đây cả nhà, đây là thành phẩm của Nhi rồi đó.